八点钟吹起晚风，心底有正能量全力发动。你共我整天奔波高中，身与心，顷刻放松，引热情转频率联系接通，句子变得松容，疲劳相见，终于不超重。 抬头天际可以飞，可以将会自己可放心抱起，家里总有热暖好天气，微小心意着住起，茫茫仿似一世纪，有重拾回自己，总看到转机，共行路程万里，这感觉完美，围着我自然自由幸福，充满了空气。 Hả? Chị không lấy được vé của giọng ca hay kỳ này sao? Ca thần Trương Hữu Hữu làm khách mời mà, cho nên ông thầy đã giữ vé lại định tặng cho các giám chế và nhà quảng cáo. À. Nè, tôi lấy được 4 vé. À. Nhỏ, sao cậu lại có được vậy? Là ông thầy để dành cho ban chủ đó. Tôi biết ba người muốn lấy mà, vừa đấm vừa xoa ép anh ta nhường cho tôi. À, thôi, không phải ai cũng có thể vừa đấm vừa xoa với ban chủ được đâu. Cô tưởng ân tình này khỏi trả sao? Chúng ta cùng đi coi nha. Được đó, cảm ơn chị nhỏ nha. Không có gì. Hôm đó 8 giờ mới bắt đầu, chúng ta còn kịp giờ ra ngoài ăn cơm trước. Nhưng ra ngoài ăn giờ phải đợi chỗ, giờ phải đậu xe. Hay là mỗi người làm một món đem tới đây ăn đi. Được đó. Tôi làm xà lách. Tôi không biết nấu ăn, vậy tôi phụ trách gọi pizza nha. Vậy tôi làm chay chao đỏ nha. Kỳ sau tôi sẽ dạy làm cánh gà nước sốt gừng mật ong. Nhất quyết cho mọi người thử món. Được đó. Quyết định vậy đi. Được, tôi đi gọi đồ ăn đã. Làm ơn. Ban chủ định nhờ anh Bill cắt phim, dạy Cyrus hay làm cho các anh đấu. Anh ta không quen các loại chương trình như là đường dây tin đấu. Ban chủ rất là không hài lòng. Ban chủ nổi trận nói là nhất định phải giao lại cho anh Bill làm. Mấy bữa nay các anh đã đặt hẹn anh Bill có đúng không? Anh nghĩ là anh có thể... Thôi được rồi, tôi thử rút một ngày ra cho các anh từ lịch đặt của giám chế thân vậy. Một ngày đủ rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Căn nhà này nhiều dáng quá. Tuy trước đây tôi từng nuôi Tiểu Minh, bạn của Tiểu Cường, nhưng mà một lượt gặp hết toàn bộ gia tộc của nó, thực sự sợ đến nổi da gà đó. Ghê quá. Căn nhà rác này chính là chuyên đề của đường dây tin nóng kỳ này sao? Ừ. Chủ nhà của căn nhà này là bác Thăng, 50 tuổi, sống một mình. 3 năm trước thất nghiệp, tới giờ vẫn chưa tìm được việc làm. Bây giờ phải sinh sống bằng nghề lượm rác. Cuối cùng thì ông ấy còn biến căn nhà công mình đang ở thành bãi rác. Tôi cũng có coi qua bài báo về ông ấy, nói ông ấy tính cách ngang trái, tính thói kỳ lạ. Giờ ông ấy chịu không nổi, dẫn con cái rời bỏ ông ấy rồi. Trước đây các hàng xóm phàn nàn với sở nhà đất, nói là nhà của bác Tăng quá hôi, nên đã cử người đến nhà ông ấy điều tra. Ai ngờ bác Tăng nổi trận lôi đình, quăng rác đuổi người ta đi. Ban chủ cảm thấy rất đáng để nghiên cứu nguyên nhân khiến cho những người trung điên sống thui thủi này tách rời khỏi xã hội. Ờ, khoan đã. Mọi người nói ông ấy không cho người ta vào nhà mà. Vậy mấy tấm hình này ai chụp? Mấy tấm hình này tôi chụp đó. Ban chủ. Tôi đã theo mấy ngày, tốn rất nhiều công sức mới được sự tin tưởng của ông ấy. Hôm qua ông ấy mới cho tôi vào nhà thôi. Nè, ông ta nhận lời cho phỏng vấn vào ngày mai. Anh gì muốn làm phỏng vấn mà vào căn nhà này hay sao ban chủ? Anh đúng là vĩ đại đó. Dạng thôi chứ đâu phải là sư tử hay hổ. Bác Tăng chỉ tin tưởng một mình tôi. Tôi nghĩ ngày mai tôi phải tự cầm máy quay rồi. Nhưng mà tôi cũng cần một người giúp đỡ. Vào nhà dáng hả? Yên tâm đi, tôi không kêu con gái đi đâu. Chị em giúp anh nha. Cậu ở lại suy nghĩ ý tưởng còn hơn. Đồng à, cậu đi đi. Tôi? Ừ. Ban chủ à, bình thường anh mặc áo cỡ gì vậy? Liên quan gì chứ? Tôi định chuẩn bị cho anh luôn mà thôi. Kiểu này có được không? Áo vũ trụ. Đây là áo bảo vệ sinh hóa, tôi định đặt luôn cho ban chủ đó. Làm phỏng vấn thôi mà, có cần mặc áo bảo vệ sinh hóa không? Trong nhà nuôi nhiều gián như vậy, chắc chắn có rất nhiều vi khuẩn. Có thể ông bác đó quen rồi, có kháng thể, cho nên không sợ, nhưng sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Tôi sẽ không mặc như người vũ trụ đi ra ngoài đâu. Ban chủ không cần hả? Vậy tôi đặt cho mình tôi rồi nha. Bộ đồ đó bao nhiêu tiền? Rẻ thôi à, có 4.800. 4.800? Rẻ lắm phải không? Cậu đi nhanh đi. Bị bảo vệ ngăn lại hỏi hết nửa tiếng đồng hồ, kêu cậu đừng có mặc như vậy rồi. Là họ sợ lớn sợ nhỏ thôi. Cho cách cho cái khẩu trang chống độc mà còn ngửi được mùi hôi nữa. Ai vậy? Bác Tăng, Cổ Hiểu Thần nè. Con có mua món mà bác thích giảng nhất kìa. Nè. Giảng kìa, ban chủ có chuyện nữa kìa. Người này là ai vậy? Đồng nghiệp của con. Cậu ta sợ lạnh nên mặc như vậy. Mau chào người ta.
Bác Tăng con chào bác. Nhìn cậu có vẻ rất sợ. Sợ cũng bình thường thôi mà. Nè, cậu ta bệnh rồi, dẫn đi khám bác sĩ đi. À, dạ, lát nữa phỏng vấn xong con sẽ kêu cậu ta đi coi bác sĩ. Nè, nói trước nha, đừng để cậu ta vào đây, tôi sợ cậu ta phát bệnh đó. À, được được được, về trước đi, cởi bộ đồ này ra rồi về quả tin đi. Tôi về được rồi hả? Về đi. Vậy tôi về trước nha, trái đất giao cho anh bảo vệ đó ban chủ. Bye bye bác Tăng. Nè, vui quá, lâu quá không gặp rồi. Cảm ơn anh đã mua rượu đến cho tôi ha. Nè, vô nhà ngồi chơi. Tôi thật sự không nói quá đâu. Căn nhà đó hả, y như cái địa ngục gì đó. Ban chủ hay quá vậy, một nơi như vậy mà cũng chịu đi phỏng vấn. Cái này gọi là tinh thần chuyên nghiệp đó. Tôi cũng có tinh thần chuyên nghiệp mà, nhưng đồng thời tôi cũng có ý thức vệ sinh chứ bộ. Đầu tóc của bác Tăng đó thật sự giống như là đầy dầu và rất dơ bẩn. Rất dơ bẩn cũng không thể đủ miêu tả đầu tóc của ổng. Cứ như là có các vi sinh vật cư trú ở trong đó vậy đó. Có khủng khiếp đến vậy không? Nè Thập, bên này nè. Biết anh sẽ mở xưởng mua một phần sandwich cho anh. Cảm ơn. Ban chủ dùng xong máy quay rồi, lát nữa anh đem lại anh Thành Tuấn đi. Ban chủ làm xong phỏng vấn nhanh vậy sao? Phải, anh ấy nói là bác Tăng hỏi câu nào trả lời câu đó, không hề khó. Giảng kìa. Chết rồi, không sao, không sao, không sao. Ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống đi. Dạ. Ba người đừng có ở đó gây ra hoang mang có được không? Anh mà đi tới hiện trường, anh cũng sẽ sợ luôn đó. Vậy xem ra phải kêu ban chủ về nhà tắm rửa trước đã. Ban chủ làm phỏng vấn xong vẫn chưa tắm lại hả? Anh ấy trực tiếp về đây làm việc. Lúc nãy tôi còn ngửi thấy người anh ấy có mùi hôi. Tập à, tôi nghĩ là khoan hãy trả máy quay đã. Một lát tôi định quay một đoạn gợi ý trong nấu nướng cho Lâm Tiểu Tiểu. Nhưng tối nay anh đã hẹn cắt phim với anh Bill. Hay là em quay giúp anh đoạn gợi ý đó nha. Anh về nhà tắm rửa trước đi. Ban chủ, anh vào qua nhà rác cho người nặng nùi quá. Còn quá trời việc làm, tắm rửa cái gì chứ. Mùi này cứ coi như là mùi đàn ông. Tôi quay xong đoạn gợi ý sẽ tới phòng cắt phim. Tới chừng đó gọi cho cậu sao? Dạ. Ban chủ đã thành một con vi khuẩn, biết đi biết chạy biết nói chuyện luôn rồi. Chết rồi, tối nay ban chủ còn phải quay phim cho chị nhỏ nữa. Để tôi cho chị nhỏ một sự chuẩn bị tâm lý đã. Sao hả Joan? Thằng ca chưa, tụi này tới đủ rồi, còn thiếu cậu thôi. Gần xong rồi, quay xong đoạn phim ngắn là mình sẽ đâm cánh gà xuống ngay. Nè, làm việc đây, không nói nữa. Nè, làm gì vậy, mùi nước hoa nồng quá. Không phải là nước xịt phòng thôi. Ân Hân nói văn phòng có một mùi kỳ lạ, nên tôi mới xịt để khử mùi. Ừ. Nướng sẵn cánh gà rồi hả? Phải, để một lát không cần tốn thời gian đợi nó chín, có thể nhanh chóng quay xong. Cô vội lắm sao, cô hẹn với anh Đinh hả? Hẹn coi giọng ca hay với đám Joan thôi. À, vậy thì bắt đầu thôi. Ừ. Nè, cô viết xong bài nói chưa? Xong rồi, anh có cần coi qua không? Không cần, không cần, chúng ta bắt đầu đi. À, à. Ý, mấy ngày anh không gọi đầu hả? Nhiều gầu quá. Ngày nào tôi cũng gọi mà, nhưng hai hôm nay không rảnh để gọi thôi. Không đúng, sao gầu của anh biết cử động vậy? Hả? À, đầu của anh có chí đó. Không phải chứ. Chắc là mấy bữa nay anh tới căn nhà rác đó bị lây rồi. Nghiêm trọng vậy nè, sao? Nè nè nè, anh đừng có gãi nữa. Nhảy qua đây hết rồi kìa. Ờ, vậy tôi xuống phòng thay đồ gội đầu cái đã. Vậy gội đầu không được đâu. Anh phải dùng thuốc, sau đó xoa đều lên đầu, rồi dùng khăn lông bọc lại thì mới giết được mấy con chí đó. Phiền phức vậy hả? Phải. Sáng sớm ngày mai tôi còn hẹn với ông Thợ đi gặp khách người Hàn Quốc nữa mà. Đừng quay nữa, anh về nhà giải quyết trước đi. Về nhà có lây cho ba và mọi người không? Ờ ha. Vậy anh có lây tôi không đó? Ờ, cô biết việc chí mà phải không? Cô giúp tôi đi. Nè nè nè, tại sao là tôi? Nhưng lúc không có ai ở đây. Thôi thôi, anh nhờ chị Bình đi. Không được, để dì biết được á là cả TV ai đều biết. Anh đừng có tới gần tôi. Mọi người đều tan ca hết rồi, không có ai lên đây nữa đâu. Nè, giúp giùm đi, mau chóng giải quyết giùm đi. À, tôi muốn giúp anh cũng không được, tôi đâu có thuốc ở đây đâu. À, phải rồi, bác sĩ Quang mà lần trước quay bác sĩ và tôi. À, cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ Quang sẽ gửi địa chỉ phòng khám cho cô mau về lấy đi ha. À, được, được, được. Vậy anh coi chừng cánh gà giùm tôi, đừng để nó bị khét. Một lát tôi phải đem cho đám bao lan. Phiền phức quá vậy. Vậy anh tự đi lấy thuốc đi. Được rồi, được rồi, mau lên đi, đi nhanh về nhanh. Anh lùi lại một chút đi, lùi lại đi. Mau lên đi. Alo Paula. Nhỏ, còn đang quay phim hả? Có tiện nói chuyện không? À, xin lỗi nha, tôi có chuyện quan trọng đột xuất. Tôi sẽ đến trễ một chút. Mọi người ăn trước đi, đừng đợi tôi.
Vậy cô canh giờ nha, tôi giữ vé hết đó. Qua, 6 giờ rưỡi rồi hả? Tôi sẽ cố gắng. Một lát nữa nha. Còn lại một tiếng mấy, không biết có về kịp không. Chưa tăng ca hả? Phải rồi chị Bình, tôi có việc cần nhờ chị. Nè, rớt đồ kìa. Ủa cậu Trần, cậu cũng bị bệnh trĩ hả? Không phải, tôi mua giùm người ta thôi. Trời ơi, sao phải mắc cỡ chứ. Đàn ông ai mà không bị bệnh trĩ, đứa cháu trai của tôi cũng bị mà. Cháu trai của chị tức là giám chí cổ hả? Tôi không có nói tên nó nha. Nhưng mà nó không thích tôi nói chuyện của nó ra ngoài đâu. Lần trước lúc nó bị bệnh trĩ, đã sử dụng cách trị liệu đông lạnh, hình như cũng hiệu quả lắm á. Tôi đi trước nha. Cậu về nhà nhớ lấy cái phao lót để ngồi dễ chịu hơn nhiều đó, biết chưa? Đàn ông con trai mà mắc cỡ. Những chuyện riêng tư như vậy không phải ai cũng muốn chia sẻ với người khác đâu. Tôi nghĩ ban chủ cũng không thích đâu. Tôi đâu có nói tên nó ra. Phải rồi, vừa rồi cô nói có việc muốn nhờ tôi giúp, là gì vậy? Tôi đang nướng cánh gà. Nhưng mà tôi sợ bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài, tôi về không kịp. Một lát 7 giờ rưỡi chị có thể đến chỗ ngồi của tôi, lấy cánh gà và mấy tấm vé, đem xuống hành lang lầu 3 cho Joan và mọi người được không? Không thành vấn đề, tôi rửa luôn nhà vệ sinh nam đã xong rồi. Được, cảm ơn chị mình nha. Không có chị. Tôi đi trước đây. Được. Alo. Anh Hưng, anh Bill tới rồi, có thể tiến hành cắt phim bất cứ lúc nào. Còn phải cắt phim nữa, tôi quên mất chứ. Khi nào anh tới? Tối nay tôi không tới được, cậu hẹn với anh ta bữa khác đi ha. Lịch làm của anh Bill đầy hết rồi, chỉ có tối nay thôi. Hả? Vậy sao? Vậy đi, cậu mở camera điện thoại ra đi, tôi sẽ hướng dẫn anh ta cắt ra sao qua điện thoại. Vậy được sao? Sao lại không được? Anh ta có kỹ thuật thì được rồi. Nè, có điện thoại đến rồi, không nói với cậu nữa ha, lát nữa tôi gọi lại cho cậu. Alo. Ban chủ, cánh gà của tôi sao rồi? Đang nướng đó. Nướng thêm 5 phút nhớ đến lấy nha. Lật mặt trên xuống nướng thêm. Sao cô không lật trước rồi mới đi? Lúc nãy nướng chưa đủ thời gian mà. Một lát anh lấy ra, nhớ đeo găng tay cách nhiệt. Lấy một đôi đũa, lúc lật cánh gà phải cẩn thận một chút, đừng làm tróc da gà. Còn nữa, tốt nhất anh kiếm cái gì bọc cái đầu lại trước đi, đừng để cái đó rớt xuống cánh gà của tôi. Cái đám chí vậy đi đâu tôi không ngăn cản được đâu. Hay vậy đi, cô nói chuyện với đám chí ha. Dám bực mình với tôi hả? Nếu không phải đi lấy thuốc cho anh, tôi đã không rắc rối như vậy rồi. Phải, tôi cảm ơn cô đó. Phải rồi, tôi đã kêu chị Bình 7 giờ rưỡi lên lấy cánh gà. Tới chừng đó anh tự tìm chỗ trốn đi nha. Vậy ha. Nè. Thập à, cậu kêu anh Bill hướng điện thoại về màn hình cho tôi coi. Tu à? Vậy rồi hả? Thuốc đâu? Được rồi. Alo, Joan. 7 giờ rưỡi rồi, sao cậu còn chưa tới? Mình ở văn phòng còn một chút việc phải làm. Mình nghĩ mình không đi coi nhạc được đâu. Cánh gà và vé vào cổng thì... Cậu đã kêu chị Bình đến cho mình mà. Mình gặp được chị Bình ở trước cửa thang máy, đang lên lầu 7 cùng với chị ấy nè. Đang lên hả? Vậy trước nha. Họ đang lên kìa, trốn vào phòng đi, trốn vào phòng. Lúc nãy tôi gọi điện, nhỏ nó đã đang ở văn phòng mà. Hồi nãy tôi cũng gặp được cô ấy, hình như đi thang máy về rồi. Có cánh gà xong chưa? Có phải mấy cánh gà đó không? Không phải, mấy cái đó chưa làm mà. Tôi nghĩ là hộp này nè. Còn mấy tấm vé nữa, sao không thấy? Sao không thấy? Alo, nhỏ. Alo, Joan. Sao vậy? Sao cậu nói tiếng nhỏ quá vậy? Phải, tôi hơi bị đau cổ họng, chuyện như vậy. Mình đã lấy mấy tấm vé nhưng tìm không thấy. Tôi kẹp ở trong bìa tập tin, kiếm trong bìa tập tin đi.
bìa tập tin bên trái. Bên trái. À, mình thấy rồi. Ủa, mà sao cậu lại biết mình tìm lộn hướng? À, mình đoán thôi. Vậy trước nha, mình đang làm việc. Ừ, được. Sao cứ cảm thấy hình như nhỏ nhìn thấy tôi vậy? Trời ơi, cánh gà nguội rồi không ngon đâu. Mau lên đem xuống đi. Chị Bình, hình như trong phòng có người kìa. Làm gì có, cô bị qua mắt thôi. Không phải đâu. Cô không phải nói sắp tới giờ sao? Bây giờ 7 giờ rưỡi rồi. Sao rồi? Đi rồi. Đừng nói nhiều nữa, mau xử lý cái đầu của tôi trước đi. Nè, không được. Chỗ này sẽ có người lên bất cứ lúc nào. Tìm chỗ nào an toàn hơn đi. Nhà vệ sinh tàn tật tốt sao? Có nước để gội đầu. Có thể khóa cửa, không sợ người ta đi vào. Con có biết cười một người tàn tật là thất đức không? Đâu có chế không được coi là bệnh. Cô thử bị coi. Nè, lấy quán báo ơn vậy hả? Tóm lại lần này, mất hết uy danh. Tôi không nói cho ai nghe đâu. Có ai không? Làm vệ sinh. Tính sao đi? Sao chứ? Đi vệ sinh cũng phạm pháp sao? Có ai không? Có người bị tiêu chảy, sẽ đi lâu lắm. Đi rồi. Còn phải làm bao lâu nữa? Không gấp được đâu, phải từ từ chải lên tóc. Sau đó còn phải dùng khăn bọc lại, để một lát mới được. Kiên nhẫn một chút đi. Nhanh lên đi. Nè, một chải, chải đến cuối. Hai chải, đầu bạc răng long. Lâm tiểu tiểu. Để không khí thoải mái hơn mà. Đầu có chí, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh đừng có cảm thấy xấu hổ nha. Dù sao cũng đỡ hơn là bị bệnh trĩ. Cô đã bị rồi hả? Không có. Nhưng mà tôi biết, bị bệnh trĩ mỗi khi bệnh tái phát là phải dùng cái phao lót vào để ngồi. Còn nữa, dùng cách điều trị đông lạnh có thể chữa khỏi được. Ngay cả cái này mà cũng đi nói cho cô nghe sao? Nghiêm khắc mà nói là lúc chị ấy nói với người ta, tôi đứng bên cạnh nghe thấy thôi. Trĩ cũng bị qua rồi, đâu có chí, đâu có là gì. Vì đúng là nhiều chuyện. Thật sự có chuyện gì đừng để cho dễ biết. Yên tâm đi, chuyện của anh bị chí lần này, tôi hứa với anh, tôi sẽ mang luôn xuống quan tài nha. Cảm ơn. Nè. Nhưng mà bộ dạng của anh bây giờ mắc cười quá. Chụp hình làm kỷ niệm đi. Cô bỏ ý định đó đi. Thôi được. Chải xong rồi. Nhưng mà còn phải nhỏ thêm thuốc vào. Lấy khăn bọc lại rồi để một lát. Thuốc này cay mắt lắm. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Mau lên đi. Nhắm mắt lại nha. Cà phê đen của anh. Lần này á, ban chủ của anh đúng là chơi ác thật đó. Tôi làm bao nhiêu năm chưa từng bị người ta hướng dẫn cắt phim bằng điện thoại bao giờ. Chắc là anh ấy có chuyện gấp đang làm thôi. Lúc tôi cắt phim xong đi lấy xe, xe anh ta đậu ngay kế bên xe của tôi. Anh dám nói anh ta không ở công ty sao? Vậy tại sao anh ấy không đến? Anh hỏi tôi hả? Sao tôi biết được chứ? Không nói nữa, làm gì đây? Bye. Cô nói hôm qua nhỏ còn ở công ty. Đúng đó, hôm qua 7 giờ rưỡi tôi lên lấy vé, cứ cảm thấy cậu ấy trốn trong văn phòng á. Chắc là chị nhỏ tăng ca thôi. Phải đó, tại sao phải dùng từ trốn? Bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy ở trong phòng của cổ hiểu thật, nhưng trong phòng đã tắt đèn, như vậy có phải là trốn không? Cô ám chỉ cậu ấy với giám chế cổ hả? Không thể nào. Có thể đó, hôm qua tôi thấy giám chế cổ đi cùng với Lâm Tiểu Tiểu đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Tối hôm qua khoảng 8 giờ rưỡi á, tôi tính lên lầu 6 làm sạch nhà vệ sinh tàn tật. Ai ngờ lúc tôi tới đó hả, thì cửa đã bị khóa. Vậy là tôi gõ cửa, có một người đàn ông trả lời tôi đó. Ban chủ hả? Tôi nhận ra giọng của anh ta. Anh ta nói bị tiêu chảy sẽ đi lâu lắm. Cho nên á, tôi tính đi làm vệ sinh nữa xong mới quay lại làm nhà vệ sinh tàn tật đó. Mà sao giám chế cổ lại dọn nhà vệ sinh tàn tật vậy? Điều kỳ lạ nhất là sau khi tôi làm xong nhà vệ sinh nữ, cô đó tôi quay lại thấy được cái gì nè. Cái gì? Chị gặp được chị nhỏ hả? Đúng vậy. Tôi thấy cô ta bước khỏi nhà vệ sinh một cách lén lút. Tôi thì cũng không có để ý cái gì nhiều ha. Tưởng là cổ đi vệ sinh xong thôi. Ai ngờ lúc tôi quay lại định đi vô thì thấy cánh cửa vẫn bị khóa. Ban chủ còn ở trong đó hả? Tôi gõ cửa và hỏi. Ai ngờ vẫn là cổ hiểu thần trả lời tôi. Anh ta nói vẫn thấy không khỏe, còn lâu mới ra. Nghĩa là ban chủ lỡ hẹn không đi cắt phim là gì ở đó cùng với chị nhỏ hả? Cô nam quả nữ trong nhà vệ sinh tàn tật.
Ý trời ơi, mấy cái chuyện này á, không cần phải nói rõ ràng cũng đã hiểu rồi. Nhỏ không phải loại người tùy tiện như vậy đâu. Ban chủ cũng không phải. Tôi với cổ hiểu thần không phải làm chuyện mà mọi người đang tưởng tượng đâu. Nhỏ. Chị nhỏ. Hai người làm gì trong nhà vệ sinh tàn tật vậy? Nhỏ, tôi tin cô mà. Nhưng tình hình này cô phải thật sự giải thích mới được. Có gì khó đâu. Cổ hiểu thần bị chí. Tôi vào nhà vệ sinh tàn tật diệt chí giùm anh ta thôi. Ban chủ bị chí hả? Đúng vậy. Thật là bị chí hả? Thời buổi này còn có người bị chí sao? Vậy đó nhỏ, cậu diện cớ cũng phải hợp lý một chút chứ. Tôi có hình làm chứng. Mọi người coi. Đúng hơn. Thấy chưa? Lâm Tiểu Tiểu cô chụp lén tôi hả? Nè, đúng ra tôi định chụp để khi nào anh bắt nạt tôi có cái để mà uy hiếp anh thôi. Cô từng nói sẽ mang bí mật này xuống quan tài mà. Bây giờ họ nói chúng ta có quan hệ mập mờ, tôi còn lựa chọn nào khác? Họ nói chúng ta có quan hệ mập mờ thôi. Tôi làm cô mất mặt sao? Cô có tin đồn với Alex. Còn tưởng ông thợ sẽ lạnh nhạt khi bà cô ta. Chúng ta đoán sai hết rồi. Hiện giờ Giang Phi đương đạo, như là Casey hết hy vọng bình phản rồi. Họ bây giờ dính nhau với Sam. Chúng ta có nói cái gì, tên hôn quân đó cũng nghe không lọt tay đâu. Tuần sang nổi còn nói ông thợ và cô đã đi chọn nhẫn đính hôn nữa. Có thể sẽ trở thành bà chủ của chúng ta trong một ngày không xa. Nguy cho anh Minh rồi. Anh với cô có xích mích mà. Để gì cô ta thành bà chủ, anh nhất định không được yên thân đâu. Tôi sợ cái gì chứ, cùng lắm nghĩ gì không làm nữa. Cùng lắm xin lỗi cô ta thôi. Đến tuổi của tôi rồi, muốn tìm công việc tốt khó lắm, cậu không hiểu đâu. Thật ra anh cũng không cần lo lắng. Cô muốn gả vào hào môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Anh nhận được tin gì hay sao? Anh không thấy vào đề cô mặc đồ rất là bảo thủ sao? Đúng, cô ta hôm nay mặc đồ kín đáo quá. Nghe nói thời Thiên Phụng vô cùng không thích các tin đồn của cô. Còn ban người chỉ kêu cô ta kiểm điểm lại. Nếu như mà còn những tin đồn như vậy nữa thì cô ta đừng hòng gả vào nhà họ Thời. Muốn gả vào hồ môn làm vợ người giàu. Và lúc này cô ta sẽ không để cho bản thân phạm phải sai lầm đâu. Nếu đã là người đàn bà lẳng lơ, không thể nói dễ dàng không dung trời là không dung trộm. Phải rồi. Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho em, sao không thấy em bắt máy vậy? Bởi vì sáng nay em làm sớm nên em đã tắt điện thoại đi ngủ sớm. Anh biết đó, em sợ vào xưởng trễ giờ, sau đó bị người ta phàn nạt sẽ liên lụy đến anh. Ngoan lắm, thương em nhất đó. Ông Thời, chị cô, đạo diễn đã sửa thời gian quay phim, chiều nay chị mới vào xưởng. Sao nhớ mấy cô lộn xộn quá vậy? Sửa bản lưu trình mà thông báo trễ quá trời. Không phải, tôi gọi cho chị cô mấy lần rồi mà không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai nhận nữa. Tôi ở bên cô suốt cả buổi sáng, không hề thấy điện thoại reo đâu. Bởi vì em hôm qua đã chỉnh chế độ rung, rồi sáng nay lại quên chỉnh lại, đúng là vụng về, không phải là lỗi của Kay đâu. Xin lỗi cảm nha. Cảm ơn ông Thời, cảm ơn chị cô. Em nói là đã tắt điện thoại mà. Thật ra là em muốn nói em đã chỉnh chế độ rung. Anh biết đó, người ta không giỏi tiếng Hoa, biểu đạt không đúng thôi. Vậy em có thời gian thì cố gắng đi học tiếng Hoa đi. Em biết rồi. Ông Thời à, ông không tin tưởng cô đến vậy còn lấy cắp điện thoại của cổ kiểm tra. Con đường phía trước của hai người khó đi lắm đâu. Anh tưởng tôi làm như vậy cậu thấy bối rối sao? Nhưng anh cũng biết là điều mà đàn ông kỵ nhất đã bị cắm sừng mà không biết đâu. Vậy ông phát hiện được gì trong điện thoại của cô ấy? Tôi đã phát hiện được một số điện thoại bí ẩn không được lưu vào trong danh bạ. Sáng nay đã gửi tin nhắn cho cô ấy, ghi là 1800 chỗ cũ 2046. Tin nhắn này cũng đâu có gì đặc biệt. Có khi nào là có người nhắn lộn số hay là tin nhắn quảng cáo gì đó không? Thần à, tôi thật lòng thích cô. Cô ấy đổ quan cho Lâm Hòa là mất con cháu của cô ấy, tôi có thể tha thứ. Cô ấy dùng túi sách hàng nhái giả làm hàng hiệu gạt tiền của tôi có thể làm bộ không biết. Nhưng nếu sau lưng tôi mà cô ấy thật sự có người đàn ông khác, việc này tôi không thể nào tha thứ được. Thám tử Tư có giúp được ông không hả? Anh cũng biết gia tộc tôi là dạng có tiếng mà, người bên ngoài không tin tưởng được. Thần à, anh có thể giúp tôi điều tra rõ chuyện này được không? Ông Thời à, nhưng ngày nào tôi cũng quay chương trình để chiếu mà. Anh không phải nói tổng giám đốc âm nhạc của nhóm kế bên, anh ta phối nhạc rất hợp ý của anh mà. Nếu lần này anh chịu giúp tôi thì... Bắt đầu từ tháng sau đều anh ta qua theo tôi. Quyết định vậy đi. Chính là số điện thoại này. Hạnh phúc khoảng đời còn lại của tôi trông cậy vào anh đó.
Đồng à, bản lưu trình này cậu sắp xếp hả? Có vấn đề gì hay sao hả ban chủ? Diễn viên toàn đài quay phim quảng cáo đón Tết, cậu nói là dùng 3 ngày lịch xưởng mà. Tại sao ngày thứ hai chỉ xếp có nửa ngày? Như vậy lãng phí lắm. Thật ra 2 ngày là có thể hoàn thành được rồi, nhưng mà phải chia thời gian quay phim của ông Thời, giám chế thân và cô ra mới thành ra như vậy đó. Tại sao phải chia thời gian quay phim của ba người họ ra? Tôi cũng không biết nữa. Tôi xếp trong bản lưu trình đưa cho Thập coi, thế là Thập sửa bản lưu trình cũ đó thành như vậy. Ân Hân cũng thấy mà. Đúng. Đồng còn hỏi Thập tại sao sửa thành như vậy. Thập nói anh ta là đạo diễn, cứ làm theo ý anh ta là được. Anh Thần à, bản lưu trình đó em kêu Đồng sửa như vậy đó. Tôi nghĩ chắc cậu phải có một lời giải thích hợp lý. Ừ. Người do tôi dẫn dắt không lý nào phạm lỗi làm cơ bản như vậy. Theo tôi biết thì ba người họ không có xích mích gì với nhau, trừ khi đã xảy ra chuyện mà tôi không biết. Nhưng mà chuyện này em muốn giữ quyền lợi im lặng. Vậy không có được lửa. Cậu tưởng cậu không nói sẽ không ai nói tôi nghe giữa họ xảy ra chuyện gì sao? Anh cũng biết cô có gian tình với giám chí thân hả? Lặng lẽ là không biết, bây giờ thì biết rồi. Tuy em tin là chưa chắc ông Thời biết được chuyện này, nhưng nếu để cho họ quay phim chung với nhau, em cứ cảm thấy là sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Chuyện này chỉ có mình cậu biết hả? Thật ra là Terry phát hiện trước. Cô tưởng Casey biết được cô ta có gian tình với giám chế thân, cho nên đã tiên hạ thủ di cường, đổ oan cho Casey sàm sỡ cô ta, để anh ta mất hết uy tín. Nhưng mà ông Thời lại tin, cho nên đã chuyển Casey đi làm chương trình sáng sớm, phạt nặng anh ta. Chuyện quan trọng như vậy mà Terry lại nói với cậu sao? Hai người trở nên thân như vậy hồi nào hả? Có lần anh ta uống say đã tiết lộ ra, anh ta bị say có thói xấu mà. Nếu cậu biết được nhiều như vậy, tại sao không nói với ông Thời? Tụi em đâu có bằng chứng thiết thực. Thật ra, trước mặt ông Thời tụi em không hề có địa vị gì. Chắc chắn ông Thời sẽ tin cô nhiều hơn là tin tụi em rồi. Vậy thì chưa chắc. Ông Thời bắt đầu nghi ngờ cô bất trung với ông ấy, còn kêu tôi giúp ông ấy điều tra. Đáng ra tôi cũng không có manh mối gì, nhưng nghe cậu nói xong tên gian phu chính là giám chế thân à. Ừ ha, ông Thời tin tưởng anh như vậy. Nếu như mà anh chịu giúp đỡ lật tẩy cô, không chừng có thể bình phản cho Casey đó. Tôi cũng lâu lắm không gặp Casey rồi. Anh ta đã chết vì chán chưa hả? Nghe nói là anh ta muốn cải cách chương trình sáng sớm, nhưng lại không đủ kinh phí, cho nên là rất nhiều công việc lặt vặt anh ta đều tự làm. Công việc lặt vặt? Casey đó. Đại ca, anh ở chương trình sáng sớm, ăn ngon ở nhàn, chờ cơ hội tái xuất không tốt hay sao? Tại sao phải làm cho bản thân cực khổ như vậy? Dự báo thời tiết của TVI, ngày nào vẫn như ngày đó. Ngày mai nắng nóng, cái búp bê hoạt hình sẽ đeo cặp mắt kính và quýt sáo. Ngày mai có mưa thì sẽ che dù. Tôi là giám chế, tôi không thể nào chịu nổi. Nhưng mà làm vậy là tiết kiệm nhất rồi còn gì. Làm truyền hình á thì phải có tiến bộ. Bây giờ chúng tôi dùng người thật dự báo thời tiết. Nếu ngày mai có mưa, cô gái thời tiết sẽ mặc áo mưa và sẽ đi dạo trong mưa. Nếu ngày mai trời nắng nóng, cô gái thời tiết sẽ cởi áo khoác ra để lộ áo bơi bikini ở trên bờ biển này chạy nhảy. Nhưng mà bây giờ ông Thời đã tạm ngưng giải quyết khoản kinh phí cải cách của anh. Cho dù có tiền trả phí diễn xuất cũng đâu có tiền giặt đồ. Không có tiền giặt đồ thì tôi tự giặt thôi. Sư phụ à, em nhớ anh quá à, em muốn theo anh trở lại. Ngốc quá đi. Cậu thấy được người xếp tốt như giám chế thân vậy, cậu phải biết đủ đó. Nhưng mà giám chế thân không phải là người tốt đâu. Tôi không cho phép cậu nói như vậy đâu. Tôi biết cậu giận giám chế thân cứ mất chương trình của tôi, nhưng anh ta đâu có muốn đâu. Anh ta chỉ làm việc theo lệnh của ông Thời thôi mà. Tôi cũng bỏ qua rồi. Không lẽ cậu không được sao? Em không được, bởi vì giám chế thân và cô. Ủa cái gì? Nửa phần còn lại đâu rồi? Đi đâu rồi? Có khi nào anh không có mang quà, không có giặt hay không? Chắc chắn là đảng của cô Jenny rồi. Để lung tung không biết để đi đâu nữa. Giờ tôi đi kiếm. Cậu giúp tôi đổ 2 thao nước đó đi. Rồi sau đó trả cái thao lại cho chị Bình. Còn nữa, nhớ nói lời cảm ơn người ta đó. Sư phụ. Sợ Casey quen làm chương trình sáng sớm rồi, không thể trở mình hả? Tôi biết trước đây anh không ưa sư phụ của tôi, cho nên bây giờ anh tới chăm chọc thêm tôi cũng không thấy làm lạ. Tập đã nói tôi nghe hết rồi. Đồ phản bội. Phản cái đầu cậu. Cậu trung thành với Casey ra sao, Tập đối với tôi cũng vậy. Nè, nếu cậu chịu hợp tác với tôi, không chừng có thể cứu Casey ra đó. Tại sao anh giúp sư phụ của tôi? Tôi chủ yếu muốn giúp cho ông Thời thôi. Giúp Casey chỉ là tiện thể luôn. Được, anh muốn hợp tác ra sao? Giúp tôi điều tra chỗ cũ rốt cuộc là chỗ nào. Sao rượu tôi uống rượu tốt quá vậy? Không có gì, em thấy theo anh lâu vậy rồi, anh đã dạy cho em rất là nhiều điều, cho nên tính mời anh uống rượu coi như cảm ơn anh. À, giám chế à, anh uống rượu giỏi thật đó. Tôi cạn ly với anh nha. Đủ rồi. Rượu vào nói sâu càng thêm sâu thôi. Tôi sợ tôi uống thêm nữa sẽ xấu trước mặt mọi người đó. Thật ra giám chế à, tại sao anh lại không vui chứ? Cậu không hiểu đâu. Tôi với cổ
quen nhau lâu lắm rồi. Chính vì tôi muốn ủng hộ sự nghiệp nghệ sĩ của cổ, cho nên chúng tôi bấy lâu nay vẫn luôn bí mật yêu nhau. Vậy thì anh thiệt thòi quá rồi. Đương nhiên rồi, có ai muốn yêu nhau mà phải lén lút như vậy đâu chứ. Cho nên mấy tháng trước tôi chịu hết nổi và nói cho cổ biết. Tôi nói tôi muốn cổ và tôi công khai mối quan hệ với nhau, còn không thì chia tay. Thật ra em hiểu mà. Yêu không phải đòi sự đáp trả, cũng không phải là chiếm lấy. Như là Gia Lợi vậy, chưa bao giờ nói thích em, nhưng mà em đối với cô ấy vẫn luôn một lòng một dạ. Giám chí thân, giám chí thân à, thật ra anh cũng không phải một người xấu xa, chỉ là một con sâu đáng thương bị tình yêu hành hạ thôi. Alo, Thập hả? Giám chí thân uống say rồi, anh có thời gian không? Qua đây đỡ anh ấy phụ tôi với. Terry. Sao, sao anh Thần cũng ở đây vậy? Lúc nãy anh gọi cho tôi, anh Thần cũng ở đó. Sao hả? Điều ra được chỗ cũ là chỗ nào chưa? Tôi đã dụ anh ta uống rượu suốt buổi nhưng mà vẫn không hỏi được. Vậy chịu thôi, xe của tôi ở ngoài, khi anh ta ra ngoài trước đi. Khách sạn Tình Lưu Luyến. Nè, chuyện riêng của chúng ta tối qua, cậu nhớ tuyệt đối đừng nói cho ai biết nghe chưa? Không đâu, em cũng uống tới khá say, không còn nhớ gì nữa. Thì ra là khá say, hèn chi làm việc lung tung như vậy chứ. Chị Dina, ai chọc giận chị vậy hả? Anh không hỏi đạo diễn của anh đi. Cậu ta tới nhờ tôi cho mượn Hương Hương quay ngoại cảnh 2 ngày. Tôi đã nói là chưa quay bù xong, nhất định không được đụng đến kiểu tóc của cô ấy. Terry cậu hay thiệt đó. Cậu đã đặt hẹn kêu Hồng cắt tóc cho Hương Hương. Đại đạo diễn à, cậu kêu tôi làm sao quay tiếp? Tôi nhớ hình như tôi kêu cậu cắt tóc ngắn cho bé Bi Thiên Tuyết mà. Em nghĩ em đã đặt lộn người rồi. Hai người đừng hòng đóng kịch. Ngày mai họp giám chế, tôi sẽ nói với Dương Phi Phi về việc này. Toàn bộ thiệt hại khi tôi không làm việc được, hai người nghĩ xem chịu trách nhiệm ra sao đi. Anh chửi thì chửi, đừng có định phi nỉa nha. Tôi nói phi nỉa vào cậu hồi nào chứ? Trước đây Casey cho dù không có phi nỉa cũng chắc chắn sẽ gõ lên đầu của tôi đó. Casey khác còn tôi khác à nha. Nói sao thì tóc của baby Hương Hương cũng đã cắt rồi, cùng lắm đội tóc giả thôi. Để chị Dina hả giận rồi. Tôi thương lượng với chị ta chắc chắn không vấn đề gì đâu. Nhưng lỡ như chị Dina đòi làm lớn chuyện, tính làm sao đây? Thì tôi sẽ nói với dân Phi Phi, do tôi nhất thời lỡ miệng nói lộn tên diễn viên, không phải lỗi của cậu là được rồi. Vậy có làm ảnh hưởng tới anh hay không vậy? Cậu vừa mới lên chức đạo diễn đã gây ra chuyện nghiêm trọng tới vậy, có phải cậu muốn bị giáng chức không? Gần đây tôi có mấy chương trình, tỷ lệ lượt xem cũng khá lắm. Chắc là dân Phi Phi và ông Thời cũng không làm khó gì tôi đâu. Cảm ơn anh nha, giám chế thân. Có những cái không trả được cho Casey thì trả cho đệ tử của anh ta thôi. Hả? Cậu không hiểu tôi nói gì đâu. Không sao đâu, tôi đi tìm chị Dina trước đã. Giám chế thân, sao tôi lại không hiểu là anh muốn chuộc tội chứ? Anh Thần. Sao rồi, điều tra được thông tin gì mới không? Anh Thần à, hay là chúng ta tha cho giám chế thân đi? Tha cho anh ta là sao hả? Nghiêm khắc mà nói, giám chế thân cũng không được coi là gian phu. Trước khi ông Thời theo đuổi cô, thật ra giám chế thân đã quen nhau với lại cô. Thật ra anh ta cũng thảm lắm đó. Có phải giám chế thân đã cho cậu lợi ích gì không? Không ngờ cậu lại nói tốt cho anh ta. Tóm lại con người của anh ta không xấu xa như là anh đã tưởng đâu. Nè, ngày nào chúng ta không vạch trần chân tướng này ra, Casey không bao giờ trở mình được. Cậu tha cho giám chế thân nghĩa là từ bỏ Casey đúng không? Tôi cũng mâu thuẫn lắm. Tôi vừa muốn cứu Casey nhưng lại thấy thương cho giám chế thân. Giám chế thân đã là người trưởng thành, đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho chuyện sai lầm mình đã làm. Hơn nữa tôi đã hứa với ông Thời, nhất định phải điều tra ra sự thật. Tôi hiểu mà, tôi không cùng cấp độ với anh, sao anh lại nghe lời tôi nói được? Tôi phải đi cắt phim, đi trước đi. Có khi nào họ chỉ muốn phòng khách sạn để trò chuyện chứ không phải làm chuyện có lỗi với tôi hay không? Ông Thời, vụ này là do ông kêu tôi điều tra mà. Bây giờ ông lại không muốn chấp nhận cái hậu quả của khả năng xảy ra này à? Thật ra tôi muốn anh nói với tôi là rốt cuộc là tôi nghi ngờ quá mức. Cô với một lòng một dạ với tôi vậy thôi. Nếu như ông muốn tiếp tục bịt tai trộm chuông, tôi có thể lập tức chấm dứt ngay hành động này. Vậy thì không được. Không làm cho rõ vụ này, trong lòng tôi luôn có cái gai đó. Nè, bây giờ tôi đã mướn hai phòng 2046 và 2047 ở đối diện. Thiết bị quay lén cũng đã cài đặt rồi. Tôi có du quan cho cô hay không? Lát nữa ông ở phòng kế bên sẽ thấy rõ thôi. Nè, rốt cuộc tên giang phu đó là ai vậy? Một người mà ông quen biết.
dám chế thân, gian tình giữa anh với lại cô đã bị phát hiện rồi. Có người gài bẫy định bắt tại trận hai người đó. Đừng bao giờ đến khách sạn tình lưu luyến nữa. Người lo lắng gửi, mong là bức thư này có thể cứu được anh ta. Nè, đại đạo diễn. Chị đi nữa. Nè, coi như cậu gặp may đó. Sếp của cậu chịu bán ân tình này, kêu Tử Qua làm diễn viên khách mời cho hai tập phim của tôi. Vậy thì vụ của Hương Hương tôi bỏ qua đó. Cảm ơn chị Dina. Vậy dám chế thân đâu? Đột nhiên nói không được khỏe đi rồi. Tôi đang trao đổi lịch làm với Tử Qua trong phòng anh ta. Sáng nay thấy còn khỏe lắm mà. Một lát phải hợp dám chế với Trần Phi Phi. Đương nhiên phải tìm một cái cớ hay để xin nghỉ rồi đúng không? Cái cớ hả? Ý chị nói là anh ta giả bệnh sao? Đọc được tin nhắn là lập tức nói không được khỏe. Gọi taxi vội vàng bỏ đi. Cậu nghĩ xem. Thôi chết rồi, tới trễ có một bước. Vậy anh ta có nói gọi taxi đi đâu hay không? Đi được bao lâu rồi? Hình như là đi tim sa chủy thì phải. Vừa đi thôi mà. Tim sa chủy? Tình lưu luyến? Ê, không cần tìm nữa. Anh ta đi vội lắm. Cậu coi cả điện thoại cũng bỏ quên. Hả? Chết rồi, đến trễ một bước rồi. Đúng giờ thì đó. Đàn ông các anh có thể đừng nóng lòng như vậy không? Từ sau khi thầy Tinh Tính trở về Hồng Kông, lần nào anh hẹn em cũng không gọi lại. Đã mấy ngày rồi không nóng lòng làm sao được chứ? Thì anh cũng biết, ông ta mới trở về. Hơn nữa dạo này căng như vậy mà anh cũng tìm em, anh hư lắm đó. Phải phải rồi, có người chủ động tìm anh đó mà. Dù sao đi nữa đừng có tốn thời gian nghe. Nè khoan đã, không phải anh hẹn em đến gặp ở chỗ cũ sao? Không phải, anh nhận được tin nhắn của em mà. Nhưng mà là tôi hẹn hai người tới đó. Wilson, sao anh lại ở đây? Câu này phải tôi hỏi cô mới đúng đó. Xin lỗi ông thời, làm quấy dụ dỗ tôi không liên quan tới tôi. Anh im đi. Wilson à, anh nghe em giải thích đã. Những gì cô làm trước đây tôi có thể tha thứ cho cô. Chị hai không thích cô, tôi vẫn nhất quyết làm theo ý mình cưới cô. Tại sao cô lại làm chuyện thách thức giới hạn của đàn ông như vậy được chứ? Wilson, vậy sao em không làm như vậy nữa đâu? Vậy sao cô muốn kiếm người nào ông nào khác? Tôi không can thiệp vào nữa. Chúng ta chia tay đi. Wilson. Anh thử. Sao hả? Màn chiếu trực tiếp của cô và Led coi rõ rồi chứ? Hóa ra cô không chỉ yêu một mình tôi. Sau lưng tôi cũng còn có quan hệ với Led. Sao tôi lại khờ tới vậy chứ? Vậy cũng tốt, bây giờ biết hết rồi. Chưa hẳn không phải là một sự giải thoát. Phải rồi. Tại sao anh dùng điện thoại của cô nhắn tin lừa tôi tới đây, nhưng lại không lật tẩy tôi trước mặt ông thời, lại còn cho tôi thấy bộ mặt thật của cô ta nữa? Cảm ơn Terry bên cạnh anh đi. Là cậu ta xin tôi tha cho anh đó. Là cậu sao? Tôi đã hại sư phụ cậu mà. Đáng lẽ em cũng ghét anh lắm, nhưng mà thời gian gần đây em phát hiện anh cũng không đến nỗi xấu. Tôi còn tưởng là tôi bảo vệ cậu, nhưng mà thực chất là cậu bảo vệ tôi mới đúng. Không đúng ban chủ. Từ những gì Thập và Terry nói, anh chỉ biết được chuyện của cô và dám chế thân thôi. Nhưng làm sao có thể bắt sống tên gian phu trùm Alex đó vậy chứ? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Giám gia cổ, cà phê của anh. Tôi vừa mới đến chưa có gọi gì mà. Tôi bữa đó, có thời gian uống ly cà phê không? Được, cảm ơn nha. Đừng có sao. Đến quay phim hả? À phải, làm chương trình trò chơi của chị Bảo Minh. Bán chủ à, gần đây tôi mới học được vài động tác yoga mới. Nếu có là một phụ nữ của anh còn tiết mục yoga nữa, cứ tìm tôi lúc nào cũng được hết á. Được, đáng để xem xét. Tôi phải lên gọi điện cho người ta. Được rồi. Cảm ơn ly cà phê của anh. Đi trước nha. Ừ. Anh Thần, em gặp được Alex ở phòng trang điểm, hay là anh trực tiếp nói với anh ta đi? Có chuyện gì? Hôm qua không phải anh nói với ban chủ là muốn dạy yoga trong câu lạc bộ phụ nữ sao? Chúng tôi họp xong cho rằng cũng được. Anh bàn bạc chi tiết với ban chủ đi. Được rồi.
Alo, ban chủ. Alo, sao giọng của anh lúc có lúc không vậy? Có thể tìm một nơi có sóng mạnh hơn không? Được được, không sao hết. Tôi ra ngoài nói chuyện với anh nha. Cô, đối thoại có sửa một chút, qua bên đó thử vị trí tập vật một lần đi. Ừ, được. Đơn giản lắm. Ơ, khoan đã. Tại sao các anh lại biết được mật khẩu điện thoại của họ vậy? Ban chủ là Khâm Sai Đại Thần, ông thời đã cho phép anh ấy được quyền coi camera quan sát. Các anh nghĩ lần này cô và ông thầy có thật sự chia tay không? Hay là nhanh chóng tái hợp giống như lần trước vậy? Hồng hạnh diệt tường đó, tôi nghĩ chắc lần này không cứu vãn được đâu. Ban chủ, tôi lớn đã báo rồi. Cảm ơn anh. Tôi chủ yếu là giúp cho ông thời. Vậy là ông thời biết Casey bị cô vu oan rồi đúng không? Nghĩa là Casey có thể trở lại chức vụ cũ rồi. Ông thời nói rồi, chỉ cần Casey chịu, có thể trở lại bất cứ lúc nào. Ồ. Đại ca à. Nè, một ly cà phê băng đi cho cô ta. Tôi sẽ không trở về đó đâu. Cậu và giám chế thân đem truyền kỳ của tôi tiếp tục phát huy, vậy là được rồi. Mà anh nỡ bỏ các fan hâm mộ của anh hay sao? Tất cả họ đều có cảm tình đối với anh kia mà. Fan hâm mộ có cảm tình với tôi, đương nhiên tôi biết rồi. Nhưng tôi đối với Jenny càng có cảm tình hơn. Hả? Không sợ phải chia sẻ với cậu đâu. Trong lúc tôi gặp khó khăn thì Jenny làm cô gái thời tiết của tôi. Chúng tôi gặp nhau tối ngày, đùm bọc lẫn nhau. Trong sự vi diệu đó đã vô tình sản sinh tình cảm nồng hậu. Bây giờ tôi không còn quan trọng cái gì gọi là danh lợi nữa. Người xưa có câu gì cậu biết không? Câu gì? Người xưa có câu: chỉ ngưỡng mộ uyên ương, không làm tiên. Baby. Đã kêu được gọi baby rồi mà. Vừa mới ra đời mới gọi baby chứ. Gọi anh ở ba đi. Nè, cảnh cáo cậu, đừng có làm một kiếm cớ đi qua đó, nghe chưa? Ờ. Jenny. Cà phê của anh. Ơi, sao rồi? Casey không tái xuất hả? Xem ra vậy sao trong giờ cao điểm sẽ mất đi một ngôi sao sáng như là Casey rồi. Tái ông mất ngựa quả phúc khó lường mà. Phải đó. Cho nên chúng ta cũng không nên đau buồn. Hả? Chúng ta nên mừng cho Casey. Cạn ly.梦里已经飘着太空，新月心竟刻放松，引得人暂时亦停下进攻。心声也许相同，人人都想归家，但并无。回到这里满载平凡的小趣味，忙乱语气，笑意亦甜美，愉快是共说起。太太天际可以飞，可以将会自己好，放心抱起，家里总有热暖好天气，你小心意着住起。